mặt góc nghiêng bên kia, sau rồi anh đấy, bên kia, sau anh lồng mặt ngạn bên này, bao nhiêu người thấy giống nhau. Đây đây đây, tập 1 thí sinh này rất canh của anh này, Thành của Bát Sâm tập 1. Xin chào tất cả mọi người, đây là Subin Hoàng Sơn. Và ngày hôm nay Subin cảm thấy rất là vinh dự khi được mời tới Siêu Trí Tuệ Việt Nam mùa 2. Siêu Trí Tuệ Việt Nam mùa 2. Theo đánh giá của Subin thì phần thi của Đức Giang là khó nhất, phần thi Origami. Nếu mà đã gọi là siêu trí tuệ rồi thì cái khả năng thiên bẩm trời phú ấy, nó là một cái cực kỳ quan trọng. Mà có những người có cái tài năng thiên bẩm mà bạn có mất cả đời bạn học và bạn luyện tập cũng không thể nào mà có được. Nhưng tài năng thôi chưa đủ, bạn phải có sự luyện tập, khổ luyện, trau dồi nó. Bạn thiếu ở đâu, bạn phải bù đắp vào đó thì nó mới trở thành một cái kỹ năng thượng thừa được. Và bạn có thể sử dụng nó bất kỳ lúc nào. Và hãy chào đón người chơi của chúng ta ngày hôm nay, Đức Giang. Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Đức Giang. Mình là thí sinh của Siêu Trí Tuệ mùa 2, mình đến từ Hà Nội. Và phần thi của mình là Origami biến hình. Dạ, em chỉ có từ lúc bắt đầu nhận thử thách, em chỉ có khoảng thời gian khá ngắn để làm quen với cả cái thử thách này. À, em thì giấu ba mẹ nên là em vào trong này thi một mình. À, có ekip chương trình ủng hộ. Vâng, tận bây giờ em vẫn đang giấu. Em chỉ nói là đi làm việc thôi. Vâng, em đang làm ở ngoài Hà Nội rồi, thế nên là với cả bản thân cái công việc của em cũng khá là linh động, nên là em khi em bảo vào Sài Gòn thì chắc là cả nhà cũng tin. Không biết là tin không nhưng anh hãy nhìn mặt góc nghiêng bên kia, sau rồi anh đấy, bên kia, sau anh lồng mặt ngạn bên này, bao nhiêu người thấy giống nhau. Em hơi cau mày lại. Không, em cười lên hát là giống ngạn không? Xong lại còn cộng thêm với cả mặc áo sơ mi cổ này. Sơ mi cổ Hà Lan đâu rồi? Hà Lan bị rút lại cơ mất rồi. Lát nữa em đi sân khấu phải đi xe đăng. Cái này hay nè. Có thể mọi người chưa biết là đây là sau khi ngạn bắt chuyến tàu thì mọi người biết ngạn đi đâu? Ngạn đi thi Siêu Trí Tuệ. Đây đây. Đây, tập 1. Thí sinh này rất canh của anh. Này, Thành của Bát Sâm tập 1. Thành Bát Sâm đã nhắc đến là từ lúc Siêu Trí Tuệ mùa 1 đến bây giờ chưa có ai xuất hiện với một phong thái mắt cận, lưng còng và chân lưng gù, chân tay cong queo. Chưa gặp Siêu Trí Tuệ nào mà mắt thì cận, lưng thì còng, chân tay thì cong queo. Nên là hôm nay em muốn đến đây là để thì bây giờ đã xuất hiện đây, một lát nữa thôi bạn lên sân khấu bạn sẽ chứng minh rằng mình là người đầu tiên phá vỡ cái câu nói đấy. Một cái phần thi của bạn Đức Giang kinh ngạc luôn, thật là khó tin. Subin ở trong bên ấy nói thật đấy, bạn ấy nói rằng là bạn ấy xem ở nhà ấy thì bạn ấy thấy Siêu Trí Tuệ Việt Nam đã hay rồi, nhưng mà bạn đến tận đây này, bạn chứng kiến tận mắt những cái gì đang diễn ra trước mắt này thì bạn mới thấy kinh ngạc trước cái khả năng phi thường của những cái con người bình thường này. Và nhiều khán giả thì sau mùa 1 ấy còn tỏ ý nghi ngờ là có gì không. Tôi nói là hoàn toàn không, đây là những con người, họ có những bộ não đặc biệt khác với chúng ta, họ có những khả năng phi thường, họ là những con người bình thường nhưng những điều họ đưa đến cho tất cả chúng ta đều là phi thường. Và vừa rồi như tôi có hỏi lúc đầu thì anh Tuấn anh có nói là anh là người làm, và theo anh thì cái này là khó. Và anh có một nhận xét là bạn Đức Giang bạn ấy giải được, và anh có hình dung là gì một cái người Đức Giang hồi tôi hỏi bạn ấy không biết gấp luôn, chưa bao giờ tiếp xúc với cái loại hình này luôn, và bạn ấy chỉ dùng cái trí tưởng tượng và những cái gì bạn ấy suy luận từ trong cái bộ óc của bạn ấy để bạn ấy lập ra những cái hình thù ở trong không gian và để rồi ra cái kết quả cuối cùng gần như là tuyệt đối, quá chính xác. Trên thế giới chưa ai có làm được công việc này. Mặc dù sai số của họ cũng là cộng trừ 2 giống như chúng ta, mà họ chưa giải được. Còn ở cái hôm nay tại Siêu Trí Tuệ Việt Nam mùa 2 này thì Đức Giang đã xuất sắc hoàn thành. Và như nhận xét của anh Tuấn ấy, thì anh bảo là anh nghi ngờ là trong não đã có lập trình sẵn một cái phần mềm nào đấy, nó có đủ cái độ trí tuệ nhân tạo để nó có thể nó phân định được ra theo cái cách của họ. Còn với anh Đức, với anh Tuấn ấy, anh Hoàng Tuấn ấy, thì anh nói rằng cái con gà tre là con khó số 2 trong số
rất nhiều, mấy chục cái con vật ở đây. Anh nói chỉ có hai con khó nhất là trong đó có một con gà tre này. Nhưng mà với bạn Đức Giang thì bạn lại quan niệm là khó ở cái đầu hươu của chị Tóc Tiên cơ. Nó khác nhau, cho nên tự nhiên tôi mới liên tưởng tới cái trí tuệ nhân tạo và cái con người. Một con người là làm ra tất cả những cái sản phẩm mang đến đây, còn một cái trí tuệ nhân tạo nó không hề biết cái sản phẩm đấy được làm như thế nào, nhưng mà nó nhận diện cực kỳ nhanh bởi những cái mà nó lập trình sẵn ở trong đầu. Và đấy là cái sự thú vị, và đấy nó làm nên cái điều bất ngờ, đấy nó làm nên cái sự nghi ngại của khán giả về chuyện là có trung thực hay không. Tôi khẳng định trong siêu trí tuệ Việt Nam, tất cả những bạn siêu trí tuệ đến đây họ đều có khả năng đặc biệt như vậy, và chúng tôi là những người trực tiếp được chứng kiến tại đây để gửi tới quý vị. Hãy tin tôi đi, năm nay siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 hay lắm. Quốc, và hiện tại mình đang là sinh viên năm nhất của trường đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian tập luyện thì tính tới thời điểm này thì cỡ 2 tuần, vì trước khi mình đến với trường quay thì mình chỉ có 2 tuần tập luyện, và trước đó mình có 1 tháng để mình đi quân sự, cho nên là thời gian mình luyện tập cũng không nhiều so với các bạn thí sinh khác. Cái khả năng ghi nhớ của mình thì chắc xuất phát từ hồi còn nhỏ thì mình rất là thích xem những cái biển số xe hoặc là số điện thoại, thì mình cũng khá là thích những cái con số, cho nên là mình muốn đến với siêu trí tuệ với những thử thách liên quan đến số hoặc là nối những điểm lại với nhau. Cái thử thách lớn nhất khi mà em tham gia quá trình luyện tập thì chắc là về yếu tố thời gian cũng như là áp lực thi đấu. Kiểu khi mà mình luyện tập á thì thời gian mình luyện tập không có nhiều bằng các bạn thí sinh khác, thì nó làm cho mình cảm thấy rằng mình đang hơi thua so với các bạn. Với một cái áp lực về sân khấu là tại vì cũng một khoảng thời gian rồi mình không có lên sân khấu để luyện tập nhiều, cho nên là mình cũng không có nhiều kinh nghiệm mà các bạn. Bí quyết thì không thể có một cái bí quyết chung được, kiểu mình thích cái gì thì mình làm cái đó thôi. Nếu như cái đó là mình cảm thấy hưng phấn, thích thú thì mình hãy làm. Không có thì mình cũng đừng nên quá cố gắng. Đừng có vì lợi ích của bất kỳ ai, hãy vì lợi ích của bản thân mình. Khán giả hãy đón xem chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam mùa 2 trên HTV2 V Channel nha.